Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Đây là đường quốc lộ 16 hướng đông. Đây là tận của Alberta, Canada. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Hôm nay chúng tôi đưa quý vị đến một cái công viên quốc gia của Canada, nằm trong tận Alberta. Công viên này rất là đẹp. Hầu như những người du khách du lịch nào tới ở tận Alberta thì cũng muốn đi thăm cái công viên này để tham quan cho biết. Vì cái công viên này rất là đẹp quý vị. Thì ở đây tôi cũng đi có mấy lần rồi, rất nhiều lần mà cũng muốn đi, vài ba năm hay là năm hai năm vậy là cũng muốn đi. Tại vì cái chỗ này rất là đẹp, rất là đẹp, cái cảnh rất là đẹp. Thì lên đây quý vị xem cái cảnh rất là đẹp. Thì xin mời quý vị đi theo chúng tôi để xem cái cảnh của cái công viên này, gọi là Jasper Park, và có cái tên là Jasper. Thì đây là trên đường đi tới cái công viên đó quý vị, để tôi mở nhạc cho quý vị nghe rồi quý vị tham quan cái cảnh trên đường đi. Xin chúc quý vị một vài phút và vui vẻ.